Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái sự khác nhau giữa các cái loại thuốc mà điều trị viêm kết mạc, viêm loét giác mạc ha các bạn. Thì đầu tiên tôi xin nói về sự khác nhau của Neosin và Neodent. Nó khác nhau như thế nào các bạn? Hai cái đều có gốc Neo hết, nhưng mà cái gốc sau của nó là Sin và Det ha. Tức là một cái là Neosin, một cái là Neodent. Thì nó sẽ khác nhau như thế nào? Thì đối với Neosin thì cái hoạt chất của nó chỉ có là Neomycin. Còn đối với Neodent thì cái hoạt chất của nó gồm có Neomycin và cộng với Dexamethasone. Vì vậy khi người ta hỏi Neodent là cái nhóm gì thì mình trả lời nó là cái nhóm kháng sinh cộng với kháng viêm. Thấy các bạn, chứ chúng ta không có nói rõ cái nhóm gì. Thì khi mà chúng ta sử dụng nhỏ mắt điều trị viêm kết mạc cho bệnh nhân thì khi nào chúng ta sử dụng cái Neosin, khi nào chúng ta sử dụng cái Neodent ha. Thì khi nào mà chúng ta thấy bệnh nhân có tổn thương trầy xước giác mạc thì chúng ta sẽ không dùng Neodent, tại vì Neodent nó có kháng viêm thì chống chỉ định dùng cho bệnh nhân. Còn trong trường hợp nếu bệnh nhân chỉ là viêm kết mạc đơn thuần nhẹ thôi, khi nào chúng ta sử dụng Neosin, khi nào chúng ta sử dụng Neodent. Thì đối với viêm kết mạc mà chúng ta thấy nhẹ nhàng thôi, bệnh nhân ít bị viêm ít thôi thì chúng ta sẽ sử dụng Neosin nè, chỉ là kháng sinh thôi, không có kháng viêm. Nếu mà chúng ta thấy bệnh nhân viêm kết mạc là bệnh nhân nhiều, bệnh nhân phù nề nhiều thì chúng ta cần sử dụng Neodent để cho giảm phù nề nha các bạn. Rồi tôi xin giới thiệu tiếp theo sự khác nhau của hai cái loại thuốc nữa nha các bạn. Đó là gì? Đó là sự khác nhau giữa Toret và Toradet ha. Một cái là Toret, một cái là Toradet. Thì sự khác nhau như sau. Đối với Toret thì hoạt chất của nó chỉ có chứa là Toramycin. Còn đối với Toradet thì cái hoạt chất của nó là gồm có Toramycin và Dexamethasone. Như vậy, khi người ta hỏi Toradet thuộc nhóm nào thì mình sẽ trả lời là Toradet thuộc nhóm kháng sinh cộng kháng viêm. Thì cũng tương tự như hai cái loại thuốc tôi vừa nói ở phía trên, thì khi mà bị viêm kết mạc mà nhẹ nhàng thôi, ít phù nề thôi thì chúng ta sẽ sử dụng cái Toradet này chỉ có kháng sinh. Nếu mà bệnh nhân viêm kết mạc mà có phù nề nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng cái Toradet để có kháng viêm, chống phù nề, giảm phù nề cho bệnh nhân ha các bạn. Thì đó là sự khác nhau của bốn cái loại thuốc tôi vừa trình bày các bạn. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.